Tam Nông, trong đó có nông thôn mới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi, đang là nhiệm vụ rất quan trọng, được các cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng quan tâm, tập trung thực hiện. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung tại đây, đang bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập, cần có các giải pháp thích hợp để đưa công tác này đi đến những thành công như mong đợi. Với nhiều sản phẩm bản địa có giá trị kinh tế cao, để nâng cao giá trị cho các sản phẩm, các tỉnh đang nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm để nâng cao giá trị và OCOP thể hiện cho chất lượng đó được thừa nhận. Qua đó không chỉ nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, mà còn tạo nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Với đặc thù là miền núi cao trên 1.000 mét so với mực nước biển, xã Hồng Thái, huyện Na Hàng, Tuyên Quang được ngành nông nghiệp địa phương đánh giá là nơi có thổ nhưỡng và khí hậu thuận lợi, phù hợp cho canh tác các loại rau củ quả cho năng suất cao. Gia đình nhà chị Đặng Thị Đắm hiện nay đang trồng cây bắp cải trên diện tích hơn 300 mét vuông đất. Trước đây, gia đình chị chủ yếu mang bán lẻ tại chợ, phục vụ gia đình và du khách tới địa phương. Nhà tôi làm đất từ tháng 11. Vào thời điểm này, cây cũng trồng được hơn một tháng rồi. Ở đây canh tác rau chúng tôi chủ yếu ủ bằng phân chuồng hoai mục, có dùng thuốc vô cơ, cũng theo quy trình để đảm bảo chất lượng khi đưa ra thị trường. Chúng tôi có những cam kết với hợp tác xã và phải đảm bảo đúng quy trình chất lượng, thì rau trồng ra đến đâu sẽ được thu mua hết với giá cao. Không chỉ là vùng đất trồng được cây bắp cải, mà còn là nơi nổi tiếng với trồng cây lê. Diện tích lê của toàn xã Hồng Thái hiện có trên 30 hectare. Trái lê ở Hồng Thái có vị thanh, ngọt hơn hẳn so với lê ở nơi khác. Lê là loại hoa quả chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin C, có tác dụng giải khát rất tốt. Tới đây là hợp tác xã đang hoàn thiện cái hồ sơ là đưa sản phẩm sang nước Singapore. Vâng, hiện nay là hợp tác xã đã có 3 sản phẩm OCOP. Có một sản phẩm là 3 sao đang nâng hạng lên 4 sao, còn 2 sản phẩm 4 sao. Còn một sản phẩm cái chè một tum một lá thì hợp tác xã đang hoàn thiện hồ sơ nâng hạng lên 5 sao. Đưa sản phẩm đi ra cái thị trường rộng lớn thì đồng nghĩa với hợp tác xã phát triển và có thu nhập tăng thu nhập cho các bạn, cho các thành viên, và đồng thời là cũng tạo công việc làm cho bà con dân địa phương, thu nhập ổn định. Góp phần xây dựng nông thôn mới. Xác định cây lê sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân gấp hơn 2 lần so với trồng lúa, Ủy ban nhân dân huyện Na Hàng đã giao cho hợp tác xã nông nghiệp Tâm Hương, Tân Hợp thực hiện dự án hỗ trợ phát triển cây lê theo hướng sản xuất hàng hóa tại xã Hồng Thái. Hợp tác xã liên kết các hộ dân trồng, chăm sóc, thu gom quả lê từ Hồng Thái đưa xuống thành phố Tuyên Quang và các tỉnh lân cận để tiêu thụ. Sản lượng hàng năm trên 35 tấn, giá bán ra thị trường khoảng 15.000 đồng 1 kg. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là người dân sẽ nhìn thấy được là những cái lợi ích từ làm việc rau trái vụ và yên tâm được rằng là chúng tôi là những người mà có thể kết nối để đưa cái sản phẩm của bà con ra ngoài thị trường. Thực hiện đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, huyện Na Hàng đã xác định những cây trồng vật nuôi để tập trung đẩy mạnh phát triển các sản phẩm đặc sản chủ lực có tiềm năng lợi thế của địa phương, hỗ trợ liên kết tổ chức sản xuất vùng nguyên liệu theo tổ hợp tác xã, qua đó tạo sự liên kết giữa các hợp tác xã với nông dân, giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp và nông dân, từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm theo các tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Liên kết giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản là những hoạt động kinh tế tự nguyện cùng có lợi, nhưng ràng buộc chặt chẽ với nhau theo một thỏa thuận trước của các chủ thể sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông nghiệp. Về chủ thể của liên kết theo quan niệm về liên kết trong sản xuất nông sản, có 3 nhóm chủ thể ở 3 khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Tùy theo mức độ của tổ chức sản xuất với các hình thức cụ thể của từng nhóm chủ thể, tính đặc thù của các chủ thể, liên kết biểu hiện ở tính đan xen của chủ thể trong các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Khi sản xuất, người nông dân phải tìm được liên kết trong chế biến,
nơi có thể làm chế biến tốt là hợp tác xã hoặc cơ sở sản xuất hoặc doanh nghiệp. Khi sản phẩm chế biến đã hoàn thành, hợp tác xã phải tìm thị trường, đó là liên kết với các cửa hàng bán lẻ, siêu thị hay chợ truyền thống nhằm tiêu thụ sản phẩm. Đây chính là bài toán kinh tế mà tất cả các mắt xích trong chuỗi liên kết phải được thực hiện đồng bộ. Thu nhập trước đây chưa sản xuất theo chương trình Việt Gáp rau sạch ấy, thì rất là lẻ tẻ và rất là thấp. Sau khi kết hợp với hợp tác xã trồng theo hướng rau sạch thì sản lượng cũng như là giá cả ra thị trường cũng tăng lên rất là nhiều. Hiện nay diện tích rau toàn xã có khoảng 15 ha, sản lượng hàng năm trên 20 tấn. Rau bắp cải giá bán ra thị trường khoảng 15.000 đồng 1 kg cho đến 18.000 đồng 1 kg. Diện tích bí xanh thơm có trên 3 ha, sản lượng tiêu thụ mỗi tháng khoảng từ 1 đến 2 tấn. Giá bán ra thị trường dao động trong khoảng từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng 1 kg. Các loại sản phẩm từ thịt lợn lai rừng, thịt gà đồi và chim chỉ cho giá trị kinh tế cao như xúc xích thịt lợn đen, lạp xưởng lợn đen được chế biến sẵn, tiện dụng và đều được nuôi theo tiêu chuẩn an toàn ở các hợp tác xã trong khu vực huyện Na Hàng. Đối với cái sản lượng ở trên địa bàn xã Hồng Thái thì hợp tác xã đang trực tiếp sản xuất cũng như liên kết với các hộ dân duy trì khoảng từ 8 đến 10 hectare các sản phẩm về rau củ quả và hiện tại đang cung cấp cho chuỗi cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm đặc sản ô cốp của Tâm Hương cũng như trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Nằm ngay dưới chân ngọn núi Rồng nổi tiếng thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ngôi làng văn hóa Lô Lô Chải chỉ cách cột cờ Lũng Cú huyền thoại chừng khoảng 1 km. Đây là nơi sinh sống, an cư lập nghiệp của gia đình anh Dìu Dì Thuế và đồng bào người Lô Lô, người Mông từ bao đời nay. Anh Dìu Dì Thuế, một người dân sinh sống ở bản Lô Lô Chải, từ khi được là thành viên của hợp tác xã du lịch Lô Lô Chải, anh Thuế đã biết tới thế nào là làm du lịch cộng đồng. Homestay ở đây có phòng cho nhiều người và cũng có cả phòng riêng để phù hợp với nhu cầu. Du khách lưu trú ở đây cũng có thể ăn uống cùng gia đình với những món ăn phổ biến, truyền thống của người dân tộc Lô Lô, cùng vui chơi và múa hát văn nghệ với bản làng. Năm 2022, tỉnh Hà Giang đã công nhận bản Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn đạt chứng nhận ô cốp 3 sao đầu tiên. Đó là kết quả và là nỗ lực của những người dân ở nơi địa đầu Tổ quốc. Riêng đối với làng văn hóa du lịch tiêu biểu thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú thì đã được tỉnh công nhận là đạt chuẩn ô cốp theo cái tiêu chí của làng văn hóa về ô cốp, thì đây là một cái tín hiệu rất đáng phấn khởi. Thì đến nay thì có thể nói là đối với cái làng văn hóa du lịch tiêu biểu của thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú thì đã thu hút được một lượng khách rất lớn đến với làng văn hóa này. Ở tại trong làng văn hóa thì chúng tôi đã triển khai tới người dân cải tạo chỉnh trang lại nhà cửa, rồi khu vệ sinh, làm sao để khách du lịch đến có thể tham quan được cái toàn cảnh của ngôi làng và vẫn giữ được những cái nét kiến trúc truyền thống. Những mái ngói âm dương, những ngôi nhà trình tường cổ kính, những bức tường đá rêu phong. Người Lô Lô vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống từ kiến trúc cho tới trang phục, ẩm thực. Để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan trải nghiệm, Hợp tác xã du lịch Lô Lô Chải luôn quảng bá hình ảnh của các lễ hội truyền thống của người Lô Lô thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Lượng khách du lịch đến với địa bàn xã là tương đối lớn và đã thu hút được tương đối đông, và có người dân đã bắt đầu có đem lại thu nhập cho bà con nhân dân, đặc biệt là các cái hộ nghỉ homestay ăn uống ngủ nghỉ tại trên làng Lô Lô. Thì xã cũng tập trung vào các cái nội dung để phát triển nuôi dưỡng du lịch. Tưởng chừng nơi miền Sơn Cước chỉ có đá và núi, sẽ chẳng có gì ngoài những nương ngô vươn mình trên kẽ đá. Nhưng khi đến với xã Sảng Tùng, Đồng Văn mùa này, một vựa rau xanh hiện hữu trải dọc từ miền núi đến thung lũng mênh mông. Rau được người dân trồng bằng phân chuồng, không sử dụng thuốc trừ sâu, nên thị trường trong tỉnh Hà Giang rất ưa chuộng,
thậm chí một số thương lái đến tận vườn để thu mua. Điển hình như thôn Xéo Lủng B có 63 hộ, gần như đều tham gia trồng rau, chủ yếu rau bắp cải, tạo ra những thung lũng rau xanh ngắt, trải dài và hiện nay đang là thời điểm thu hoạch của vụ rau, với giá dao động từ 13 đến 15.000 đồng 1 kg. Theo đánh giá, năng suất 1 hecta đạt 64 tạ, trừ chi phí và công chăm sóc đem lại thu nhập trên 30 triệu đồng 1 hecta. Và trong thời gian tới thì cũng tiếp tục vận động nhân dân tiếp tục thực hiện trồng và phát huy cái bắp cải và trồng để giữ nguyên là cái bản chất và không tuyên truyền cho nhân dân là không sử dụng các chất hóa học và các chất kích thích để đảm bảo cái thương hiệu của cây bắp cải của xã nhà. Qua việc phát triển cây rau bắp cải tại xã Sảng Tục cho thấy người dân đang biết sử dụng hiệu quả trên cùng một đơn vị diện tích đất sản xuất, nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp, từng bước xóa đói giảm nghèo cho người dân xã Sảng Tục, tạo ra sản phẩm rau sạch đảm bảo vệ sinh và thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng trong và ngoài huyện, làm thay đổi nhận thức của người nông dân, chuyển từ tập quán canh tác truyền thống sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm rau sạch, rau an toàn xã Sảng Tục.